hoa quả đi. Cảm ơn bà. Bà này. Này, ông đừng nói là hôm nay thịt ăn có vấn đề nhá. Thịt cũng vậy, trên thị trường nó rất nhiều loại. Hả? Người bán thì lúc nào người ta cũng nói là thịt ngon, thịt sạch, thịt tự nuôi. Thế nhưng mà thực tế người ta nuôi như thế nào mình có biết đâu. Cho nên tôi lại nhắc nhở bà một lần nữa là thật giả lẫn lộn không biết nào là lần. Đúng. Thưa ông nhá, thịt ý là tôi mua của một cô bé. Mà cái cô bán thịt lợn đấy nhá, ông có biết không? Ngày nào cô cũng phải xếp hàng từ tờ mờ sáng cô mới lấy được một ít thịt lợn sạch đấy. Tôi cứ đi ra chợ là cô lại để dành thịt lợn sạch cho tôi, cho nên là ông yên tâm nhá. Ừ, tôi biết. Tính bà thì cũng hết sức cẩn thận. Tôi nhắc nhở vậy cũng không có thừa đâu nhá. Tôi ngần này tuổi rồi mà ông cứ làm như là trẻ con, ai lừa được tôi. Rồi, ai. Mà ai chả biết bây giờ tuổi mình sức khỏe là quan trọng rồi. Cho nên là phải... Sao đấy? Đau chân à? Ông uống thuốc chưa? Chưa, thế nhưng mà uống thuốc vào có thấy đỡ đâu. Uống thuốc thì phải kiên trì chứ, ai như ông ấy. Thì cũng biết thế. Đầu tiên ấy, nó đau từ chân, xong nó lăn lên lưng, từ lưng nó lăn lên đầu. Không biết là từ đầu nó sẽ lăn đi đâu. Này, massage xoa bóp đúng không? Ừ, đấm bóp cho tôi chút. Thôi nhá, tôi già rồi, ông thương tôi một tí. Thế cho nên á, tôi đã tìm ra một giải pháp. Hôm nay tôi mua tặng ông một món quà cực kỳ đặc biệt, rất là thiết thực luôn. Mà tôi còn chữa luôn được cho ông cái bệnh đa nghi. Để cái câu không biết được nào mà lần sẽ không ở trên miệng ông nữa nhá. Tò mò. Rất tò mò. Mời ông. Ôi, một chiếc ghế massage Fujike. Chuẩn luôn. Rất hợp với gia đình nhà mình. Tôi muốn có nó từ lâu rồi bà. Mong rồi sao ông không mua? Bởi vì thị trường bây giờ rất nhiều loại ghế, thật giả lẫn lộn không biết được nào mà lần đâu. Trời ơi, lại cái tính đa nghi của ông cứ như thế cả đời ông không được hưởng thụ. Thế cho nên bây giờ ông hãy ngồi vào đây. Nhưng mà... Nhưng cái gì cứ ngồi vào đây, nó có ăn thịt ông đâu mà sợ. Đây. Thế nào? Êm ái lắm. Êm ái không? Không biết da làm bằng gì nhỉ? FC2022 được làm từ loại da microfiber, chỉ có trên các dòng ghế massage cao cấp, mang đến cảm giác nằm êm ái, sờ vào mát tay như tiếp xúc với da thật. Đặc biệt là loại này không hề thấm mồ hôi, chống ẩm nên không gây kích ứng với da người sử dụng. Ông nghe thấy gì không? Bao giờ cũng mất 30 giây đầu máy nó đo trọng lượng cơ thể của ông, xong nó mới bắt đầu vào liệu trình. Ghế massage FC2022 tích hợp lên tới 10 bài tập massage tự động và chuyên sâu, massage thư giãn toàn bộ cơ thể. Đau vùng nào, chọn bài tập vùng đó. Chỉ 15 đến 20 phút mỗi ngày, anh nằm trên chiếc ghế massage này sẽ giúp cơ thể nhanh chóng được hồi phục, mọi giác quan trên cơ thể nhanh chóng được đánh thức, lấy lại toàn bộ năng lượng. Ôi, thật là tuyệt vời bạn. Những cái con lăn, lăn từ đỉnh đầu này, thế rồi xuống đến gáy này, đến các cái đốt sống cổ, đốt sống lưng, xong xuống đến đùi, xong lại xuống đến tận bàn chân, dễ chịu quá. Ui, thích quá bà ơi. Không những thế nhá, có những cái túi khí này này, ông thấy không? Nó sẽ massage cho ông này cả tay này, rồi cả chân, bàn chân ông nữa. Khi bấm chọn bất kỳ bài tập massage nào, các túi khí trên ghế sẽ bắt đầu hoạt động, nhả bóp liên tục, kết hợp với giải Bilan 3D Bass cao cấp, hoạt động mạnh mẽ, thực hiện các động tác xoa bóp, nhào nặn như bàn tay massage chuyên nghiệp. FC2022 được ứng dụng nguyên lý chiropractic điều trị chuyên sâu các bệnh xương khớp, hỗ trợ nắn chỉnh cột sống, đưa đường cong cột sống trở lại thuận tự nhiên. Bài tập massage chân trên FC2022 chăm sóc toàn bộ vùng bàn chân, từ bắp chân đến gan bàn chân, mu bàn chân, đầu ngón chân, giảm đau mỏi, tăng tuần hoàn máu. Hay quá nhỉ, cái ghế này hay ghê cơ. Quá hay luôn, còn một chế độ nữa, ông biết sao không? Chế độ gì vậy? Bây giờ ông muốn ngủ, nó cũng có chế độ ru ông ngủ luôn. Chế độ ru ngủ á? Bây giờ thì anh hãy nhắm mắt lại và thả lỏng toàn bộ cơ thể đi nào. Thấy người lâng lâng, bay bổng chưa? Đây chính là chế độ Zero Gravity. Massage không trọng lực sẽ nhấc bổng toàn bộ cơ thể như đang trong tư thế của các phi hành gia trong không gian. Nhờ đó sẽ làm giảm áp lực lên cột sống, giảm áp lực lên tim mạch, cơ thể được giải phóng hoàn toàn.
Mà chưa hết nhá, anh nằm anh sẽ thấy cả các con lăn nó sẽ di chuyển đều đều từ trên đỉnh đầu xuống đến tận vùng mông, đùi. Đó chính nhờ thiết kế khung massage SL được nâng cấp với độ dài vượt trội, làm từ hợp kim chắc chắn nên dễ dàng đỡ được trọng lượng cơ thể tối đa lên tới 200kg nữa đấy. FC2022 có tính năng massage với nhiệt hồng ngoại, sưởi ấm vùng lưng, sau đó lan tỏa ra toàn bộ cơ thể. Cơ thể nhanh chóng được sưởi ấm, thúc đẩy lưu thông tuần hoàn máu, kích thích lục phủ ngũ tạng hoạt động. Một người có máu âm nhạc như anh thì chắc chắn sẽ đê mê cái tính năng này lắm đây. FC2022 hỗ trợ phát nhạc qua Bluetooth. Hệ thống âm thanh loa vòm sẽ phát ra những giai điệu nhạc trong, mướt. Khi mà chế độ du ngủ xong ông đeo cái này vào nữa thì sẽ chìm vào giấc mơ luôn. Ôi giời. Có nhạc bà, nhạc không lời rất là du dương êm dịu. Tôi có cảm tưởng như là mình đang bay vào vũ trụ ấy bà. Ôi thật là tuyệt vời. Nằm yên để ngủ cơ mà. Thế nào? Bây giờ thì ông biết đằng nào mà lần chưa? Biết rồi. Đúng là chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một lần trải nghiệm mới biết giá trị của nó. Thật là tuyệt vời, đáng đồng tiền bát gạo. Tôi cảm ơn bà nhé.